cây bị bệnh là đổ hết vườn. Nè, đặc Đổ trưng tầm 3 lần vậy là đi mấy mà. cái vùng này là rệp sáp, vùng Buôn Trấp này, rệp sáp này. Đi qua bên này Quốc. Quốc hay chứ. Tự nhiên Quốc biết anh trên Facebook mà cuối cùng gọi anh về. Em đổ rệp sáp được hơn một tháng, em cảm nhận sao? Đứng này, đặc trưng này. Đặc trưng vùng Buôn Trấp. Trong mà cần nhiều cây mà đào lên đó. Ừ. Đào lại. Còn kiến này này. Ừ. Còn kiến này này. Ừ. Thường đổ ở đây đầy luôn. Ừ. 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 Nó na rệp sáp lên. Nó na rệp sáp đi. Ừ. Tại vì nó không ở được, nó na đi. Mà nó na đi lên trên kia. Đó, mình chỉ đổ gốc thôi. Nó na đi lên trên kia thì đầu nó cái cọng rệp sáp nó hút vào. Bây giờ em thấy có rệp sáp không? Bây giờ em thấy trên ngọn sau khi em đổ xong á. Đôi cây. À, đôi cây. Ok. Ừ. Em có thấy là sau khi đổ xong nó na lên cây không? Có vườn có vườn không ấy? Không, cái đó không để ý. Ừ, không để ý. Này. Nhưng đến bây giờ là em cảm thấy là có vấn đề rệp sáp nó. Nó không còn cái gánh nặng của em nữa đúng không? Nhưng anh hỏi nè. Hồi trước khi mà em làm cái si thì em có xài nhiều hóa chất không Quốc? Chứ rồi rệp sáp rồi, nếu nó bị rệp sáp thì em làm sao? Trong khi cái vùng này. Em mới vừa phát hiện là 2 năm thôi. Ừ. Và nó ý là hồi xưa trồng cái con lên đó thì cũng như tưới nhiều thì nó cây nó phát triển thôi. Ừ. Và 2 năm nay nó mới bị lại. À, ok. Một năm vừa rồi bị xong rồi phát hiện được. Ấy. Tại cái vùng Buôn Trấp của em là rệp sáp này, kinh khủng. À. Và đổ hóa chất cực kỳ nhiều luôn. Rồi, vậy thôi, đấy. Đây là một cái vườn nè, để cho mọi người tham quan là vấn đề rệp sáp không cần phải là mua hóa chất đổ đâu, vì nó quá độc hại, nó quá nguy hiểm nha. Đây nè, đặc trưng nè, đặc trưng nè, đặc trưng nè. Rồi, ok, vậy được rồi. Vậy thôi, từ từ nó càng về sau em, nó có con kiến bóng, nó sẽ phát triển ở dưới đất lên và nó ăn sạch mấy con này đó. Đó không? Hồi xưa là nó cùng với rệp sáp, cái con kiến đen này hại em chỉ đó. Ha, nó cùng với rệp sáp. Bây giờ em thấy nó vỡ trận lên trên đây nè. Em nói con này đây phải không? Em nói con này đây phải không Quốc? Ừ, nó rệp sáp bản thân nó không đi nha, mà nó nhờ mấy con này na đi ạ. Không, nó cũng cũng có một cái ấy luôn đây này, nó đào cái ấy nè. Ừ. Đó. Hồi xưa em chưa đổ tại là con này không nhiều đúng không? Không, không thấy. Ừ. Mà thấy đổ xong rồi. Đúng rồi. Rệp sáp bản thân nó không đi nhưng mà nó phải. Nhưng mà đổ con này đó, con kiến đen này này đó, con này là con massage cho rệp sáp này. Mày sống đó. Chung với rệp sáp này mới à, sống chung với rệp sáp này và nó massage cho rệp sáp tiết ra chất ngọt ngọt và nó lấy cái chất đó